Rồi hello anh em ha, tiếp tục giao máy anh em ơi. 50 mới đăng chưa giờ lên máy luôn nha. Con này em mới đăng hồi 12 giờ mấy. Khoảng 3 giờ mấy, 4 giờ mấy khách xuống coi máy, giờ chốt luôn lên xe luôn nha. Bỏ cái ủi lại anh em, quá VIP luôn. Siêu phẩm là nhanh gọn lẹ. Siêu phẩm là nhanh gọn lẹ lên xe nha. Còn em nói về đất Đồng Tháp. Khu 6 Tâm Nông. Siêu phẩm là lên xe thôi, không nói gì nhiều. Con này mới lên sóng hồi chưa làm, bây giờ khách cho lên xe luôn. Mới vừa cho thợ tăng ca tháo cái dàn ủi ra. Quá đẳng cấp. Quá đẹp luôn nha, siêu phẩm mới vừa đăng là lên xe nha anh em. Em nói về đội Đồng Tháp nha. Quá VIP. Con này mới đăng hồi 12 giờ mấy. Xong cái khách alo đặt cọc. 4 giờ mấy khách xuống coi máy xong giờ lên xe luôn. Quá ok luôn nha, nhanh gọn lẹ. Rồi cảm ơn khách Đồng Tháp đã ủng hộ nha. Quá nhanh luôn anh em ơi. Rồi lên đại đi. 5018 Thái Lan siêu đẹp, zin từ đầu tới đuôi luôn. Mới vừa tháo cái dàn ủi ra. Con này giao về Đồng Tháp nha. Rồi cảm ơn em trai với anh ruột đã ủng hộ. Quá là VIP luôn, quá đẳng cấp. Năm 2018 Thái Lan ha, siêu phẩm 1747. Giao cho anh ruột về Đồng Tháp. Quá VIP. Cảm ơn trai đã ủng hộ nha. Mới vừa lên sóng giờ lên xe về nhà luôn anh em. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Mới vừa đăng này cách chốt luôn. Siêu phẩm không đợi lâu nha. Đó, anh em mình có cần siêu phẩm Thái Lan 50 thì liên hệ. Ngày mai là về 3-4 cây siêu phẩm không luôn anh em. Rồi anh em mình có cần gì mà liên hệ em nha. Chúc anh em buổi chiều nhiều sức khỏe nha. 5018 Thái Lan về khu 6 Tâm Nông Đồng Tháp nha. Rồi cảm ơn anh trai và em trai rất là nhiều nha. Cảm ơn.